Thưa quý vị và các bạn, nhóm tuổi tiểu học là giai đoạn quan trọng của quá trình tăng trưởng. Do đó, nếu như can thiệp phòng chống thừa cân béo phì ở giai đoạn này sẽ đạt hiệu quả cao. Sở Y tế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội triển khai mô hình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì cho học sinh tại một số trường tiểu học của Hà Nội giai đoạn năm 2023-2025. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tại hội nghị cho thấy, học sinh tiểu học có tỷ lệ thừa cân béo phì cao nhất với 37,8%. Tỷ lệ này gia tăng nhanh theo các năm và ở khu vực nội thành cao hơn so với ngoại thành. Cụ thể, một số trường tiểu học khu vực nội thành có tỷ lệ thừa cân béo phì lên tới 55,7%. Việc triển khai mô hình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học tập trung vào 5 mục tiêu, bao gồm đảm bảo môi trường, điều kiện thực hiện mô hình can thiệp, nâng cao kiến thức, thực hành về phòng chống thừa cân béo phì cho học sinh, phụ huynh, nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên chế biến bữa ăn bán trú trong các trường học được can thiệp và cung cấp bữa ăn theo nhu cầu dinh dưỡng, khuyến nghị của ngành y tế cho trẻ, tăng cường hoạt động thể lực nhằm phòng chống thừa cân béo phì cho học sinh tiểu học, kiểm soát tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học.